was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you know. Rồi, mến chào tất cả mọi người quay trở lại với channel YouTube của Flood Media. Hôm nay không phải là một video chia sẻ với mọi người về những kiến thức trong Photoshop mà sẽ là một buổi chụp ngoài cảnh. Thùy và mọi người đang có mặt tại Hồ Sen thuộc bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Hôm nay Thùy mang theo đèn Godox AD600 cùng với Softbox 90 đi cùng trên đèn inox để đảm bảo sự chắc chắn. Sau khi hoàn tất các công đoạn chuẩn bị thì Thùy và mọi người đang chuẩn bị cho buổi chụp. Combo quen thuộc mà Thùy sử dụng trong ngày hôm nay vẫn là Nikon D4 và ống kính 70-200 f2.8. Mọi người trong chúng ta vẫn quen thuộc với việc đi chụp ngoài cảnh không sử dụng đèn. Tuy nhiên, việc sử dụng đèn khi đi chụp mang đến cho chúng ta những lợi ích rất là to lớn, nhất là khi chúng ta chụp ngược nắng. Ánh sáng mặt trời tạo ra đường ven bao quanh chủ thể, tuy nhiên nó cũng làm cho phần hậu cảnh phía sau quá cháy sáng, và khi mọi người điều chỉnh thông số để lấy được phần hậu cảnh phía sau thì mặt mẫu lại bị tối thui. Và lúc đó chúng ta sẽ bật đèn lên và chiếu sáng chủ thể, vừa làm cho mẫu sáng và phần hậu cảnh phía sau không quá cháy. Ngoài ra thì việc sử dụng đèn lúc đi chụp ngoài cảnh còn mang đến cho chúng ta những sản phẩm chất lượng cao mà khi chúng ta sử dụng những combo máy ảnh và lens đắt tiền cũng không thể nào bằng được. Tiếp tục em ơi. Kệ hai bạn. À, cái hoa thấp xuống một tí đi. Đúng rồi, hai bạn. À, nhìn qua chỗ khác, đúng rồi. Nhìn cao lên xin nữa. Tiếp liên tục nhé, cứ tươi này. Cứ hở răng một cái luôn này. Đó, đẹp này. Không, nhắm mắt lại luôn, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Rồi, hai bác cười tươi căng môi này. Nhắm mắt lại trước này. Rồi, hai bác cười căng môi. Hai bác, rồi đứng im cho anh một tấm hơi cận mặt một xí. Khoan từ từ nha, anh chụp cái trước là nắng nó thay đổi rồi. Cái này test nha. Biết rồi. Hôm nay hết nó dìm cái trời thôi, còn cái mặt vẫn ok. Rồi giúp em ơi, trên thủ trời đang nó xuống này. Hai bạn, tiếp tục này. Hai bạn. Đúng rồi. Rồi hai bạn. Nụ cười triệu đô mà không chịu cười. Hai bạn. Rồi, một tấm cận xí này. À, đẹp á. Ừ, đẹp á. À, mấy cái nói cuối cuối đó. Đó. Nó tự nhiên. Có vẻ sao? Có vẻ đẹp. Quỷ.